Đây, Eva đây. Eva coi đánh bóng rồi bà không có la. Con gái chỉ thích mặc đồ đẹp với biểu diễn thôi. Hả Eva? Eva, con thích mặc đồ đẹp đấy hả? Thích mặc đồ đẹp biểu diễn thôi hả? Cái này là đây lau mặt con. Ra đây ngồi này con. Ngồi đây. Ngồi đây. Xin lên đây. Đứng lên, xin lên đây. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Rồi, cảm ơn Lady ơi. Cái này, cảm ơn Lady ơi. Rồi, cảm ơn Lady. Đó, rửa mặt cho Kiều xong, Kiều cảm ơn đó. Cảm ơn á hả, giỏi hả. Ok, con xong rồi đi ra. Đi chơi. Lucky hả. Lucky ngồi lên đó đi, lau mặt cho. Xin lại này, lại. Lucky, xin lại này. Ngồi lên, ngồi lên. Ừ. Cảm ơn đấy đi hai tay cảm ơn đây giỏi ừ ra Rồi. ngoài chị chê ra đấy đi làm mặt ừ Kiểu đi được lau mặt rồi kiểu đi thích ngồi quắt đuôi kiểu đi vui tính lắm. Rồi, cảm ơn đến thì coi. Chị che, cảm ơn đến thì hai tay. Hai tay còn đâu? Cảm ơn. Ừ. Rồi bà, cái đây là mặt con. Rồi bà. Đây này. Cảm ơn đâu hai tay ừ. Đó, cảm ơn vậy đó bà, cảm ơn vậy Ok đó ok giỏi à, sáng ra lau mặt cho các bé rồi bây giờ dẹp rồi xong rồi hỏi Lucky coi Lucky có chơi banh không kìa. ok ok chơi bóng bóng không con chơi hả đánh bóng hả nè đánh bóng không ok lấy lấy bóng đây nha à, đây để thở bóng lên cha à, nó thấy bong bóng rồi nó thích rồi à, bóng rồi thích rồi đó chơi chơi từ từ bự bự quá bể á ờ từ từ chơi nè ôi chơi hả nè vừa đây vừa la cái banh mày còn vừa la chi chê nữa chứ
chục cái luôn á mà không có rớt banh xuống á. Thằng này giỏi. Đồ bể. Ê, bây giờ đến phiên CJ chơi nè. Anh Lùng này biết anh đánh được không nữa. Đánh trước khi banh rớt xuống. À, được một cái, được hai cái, được hai cái nè, được hai cái nè, nè chơi chơi, được ba cái, bốn cái. Anh nhảy trước cái banh không à? Ấy đi cắn bể. Phải canh cái banh xuống rồi mới đánh, đúng rồi. Đó, biết rồi đó, biết rồi đó. Hồi nãy là nó nhảy trước cái banh không à. Qua bển là bể á. Chê chạy. Chê đánh cũng giỏi lắm á. Biết canh này đó, biết canh banh này đó. Nè, cái ảnh ngồi ngoài đây, ảnh chơi rồi đó, cho ra ngoài đây chờ đó. Chứ chung với nhau là giành bể banh mà ảnh la quá trời la. Đây Eva, đây Eva, coi đánh bóng rồi bà không có la. Con gái chỉ thích mặc đồ đẹp với biểu diễn thôi hả Eva? Eva con thích mặc đồ đẹp đấy hả, thích mặc đồ đẹp biểu diễn thôi hả?